Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc thường gặp khi sử dụng với Steadicam, như là tại sao cân chỉnh rất là lâu mà không được, hay cân bằng rồi di chuyển một lúc nó lại bị nghiêng, như thế nào là cân bằng 3 giây và cân bằng 50-50. Như chúng ta đều biết, Steadicam là một thiết bị rất tiện dụng, đa năng, là một thiết bị có thể dùng được cho nhiều loại máy ảnh khác nhau, giúp chúng ta rèn luyện được những kỹ năng tư duy về chuyển động hình ảnh rất là tốt. Nhưng nhiều bạn có nói là sử dụng rất là khó và khó cân bằng, hay là luyện tập mãi mà không thể nào mà sử dụng được. Thì tôi sẽ trả lời cho các bạn là không hề khó như các bạn đã thấy hoặc là đã từng sử dụng. Đó là vì các bạn chưa chọn được loại Steadicam có độ cân bằng tốt hay là chưa đạt tiêu chuẩn, nên dẫn đến những khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Nhưng làm thế nào để có thể chọn được loại Steadicam tốt nhất và có độ cân bằng chính xác nhất? Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra. Và để kiểm tra được thì trước tiên chúng ta sẽ học cách cân bằng. Ở đây tôi có hai chiếc Steadicam, một loại được thiết kế có độ cân bằng rất là chính xác, và một loại chưa đạt tiêu chuẩn, và tôi đã đánh dấu X màu đỏ đây để phân biệt. Trước tiên tôi sẽ cân bằng chiếc đạt tiêu chuẩn này trước, và sau đó sẽ so sánh hai loại này với nhau xem có điểm gì khác biệt. Trước tiên chúng ta sẽ định vị điểm giữa của máy ảnh, và chúng ta sẽ dùng cách này để định vị. Chúng ta chỉ cần tìm điểm tương đối cân bằng thôi. Sau khi đã định vị được điểm giữa, chúng ta sẽ đánh dấu vào điểm giữa này, và sau đó sẽ lắp lên Steadicam. Cách định vị này sẽ giúp chúng ta, nếu mà lùi máy ra sau hay là phía trước nhiều quá thì sẽ làm cho Steadicam không có đủ hành trình để di chuyển, gây mất thời gian cân bằng hơn. Ban đầu chúng ta chưa biết trọng lượng của máy là bao nhiêu, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu máy nặng hơn phần chân thì máy sẽ bị lộn ngược xuống như thế này. Gặp trường hợp này, ta sẽ cho thêm tạ hoặc là kéo dài chân ra để chân nặng hơn phần đầu thì sẽ đưa máy lên trên. Đối với Steadicam có phần tay di chuyển được thì ta nên để vị trí này, sao cho tay và các chi tiết khác nó không chạm vào nhau. Và lưu ý, chúng ta sẽ thay đổi độ dài của chân. Khi nào chúng ta cầm như thế này và thả chân rơi tự do xuống, chậm chậm thôi, không quá nhanh, tốc độ nó sẽ như thế này, để đến bước sau ta có thể cân đối trọng sẽ dễ dàng hơn. Còn trường hợp 2 thì máy quá nhẹ và chân quá nặng, nó sẽ như thế này. Chúng ta thả chân rơi xuống. Chân rơi xuống rất là nhanh, có nghĩa là phần chân này đang rất là nặng. Và trong trường hợp này chúng ta nên rút ngắn chân lại, hoặc là có thể bỏ tạ ra. Nếu Steadicam mà không có phần tay di chuyển lên xuống được thì bạn rút ngắn chân vừa thôi. Không nên rút hết cỡ vì đến bước sau cân đối trọng sẽ mất thời gian hơn. Khi điều chỉnh xong, nó sẽ di chuyển như thế này. Và chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Với mỗi Steadicam sẽ có hệ thống điều chỉnh khác nhau, nhưng chung quy lại thì nguyên lý điều chỉnh đều giống nhau cả. Đều có một phần điều chỉnh sang trái, sang phải, và một phần điều chỉnh trước và sau, hay là tiến hoặc là lùi. Sẽ có hai góc để các bạn có thể kiểm tra được độ nghiêng của Steadicam, đó là góc bên cạnh của máy ảnh và góc đối diện ống kính. Và điều chúng ta phải làm bây giờ là cho các góc này thẳng đứng 90 độ, và chúng ta sẽ phải bật nút điều chỉnh sang trái, phải và trước và sau.
Bây giờ ta sẽ xem góc bên cạnh của máy trước. Còn góc kia thì chúng ta chưa quan tâm. Và chúng ta sẽ điều chỉnh những vặn trước sau để cho nó thẳng đứng. Nhớ là gần thẳng rồi các bạn vặn nút càng ít. Sau đó ta sẽ quay góc đối diện của ống kính để xem nghiêng bao nhiêu độ và điều chỉnh cho thẳng đứng. Càng gần thẳng đứng 90 độ thì chúng ta chỉ cần vặn một chút thôi. Vặn càng ít. Như vậy, Steadicam đã thẳng đứng 90 độ. Chúng ta sẽ kiểm tra hai góc. Để kiểm tra kỹ hơn, chúng ta sẽ xoay các góc để đảm bảo các góc đều đứng thẳng đứng. Khi cân bằng xong, chúng ta sẽ khóa những nút vặn này để đảm bảo chắc chắn. Trong bước này chúng ta sẽ kiểm tra đối trọng giữa phần đầu và phần chân. Ta sẽ cầm chân sang ngang rồi thả tự do xuống. Nếu chân rơi quá nhanh có nghĩa là chân đang bị quá nặng. Như vậy ta sẽ bỏ tạ ra hoặc là rút ngắn chân lại sao cho chân rơi từ điểm A sang điểm B khoảng từ 3 đến 4 giây. Khi xong rồi, ta quay về kiểm tra như ở bước 2 lần cuối cùng để đảm bảo cho các góc thẳng đứng tuyệt đối. Nếu có nghiêng một chút thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại để đảm bảo các góc được thẳng đứng 90 độ. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất việc cân bằng. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc Steadicam có đánh dấu X màu đỏ đây. Và tôi đã cân chỉnh xong. Và sẽ kiểm tra các góc xem có hoạt động như chiếc Steadicam kia không. Tôi sẽ kiểm tra góc đối diện ống kính trước. Ok, đã thẳng. Và bây giờ tôi sẽ xoay ngang. Đó, và chiếc Steadicam đã không được thăng bằng nữa. Ta quay về góc này thì nó lại đứng thẳng. Đó. Tôi sẽ quay góc này cho các bạn nhìn rõ hơn. Đấy, nó rất là đứng thẳng. Khi tôi quay phía góc khác, Steadicam đã bị đổ ngay. Như vậy, Steadicam không đạt tiêu chuẩn, nó sẽ chỉ cân bằng ở một vị trí. Và khi nếu mà dịch chuyển sang vị trí khác thì nó sẽ mất cân bằng. Trong khi sử dụng, chúng ta cân bằng ở góc này. Nếu mà muốn xoay thì nó sẽ bị lại nghiêng. Đó.
Còn đây là chiếc Steadicam có độ cân bằng đạt tiêu chuẩn. Chúng ta xoay các góc nếu không có hiện tượng bị nghiêng. Chiếc Steadicam hoàn toàn đứng thẳng. Tại sao lại phải cân bằng 3 giây mà không phải cân bằng 1 giây, 2 giây? Đây là câu hỏi mà các bạn hay thắc mắc nhất và trong phần này tôi sẽ giải thích cho các bạn. Cân bằng 3 giây là cân bằng tương đối nhưng vẫn là điều kiện đủ để Steadicam giữ được cân bằng tốt. Hay các bạn có thể cân từ 3 đến 4 giây hoặc là 5 giây. Nếu để rơi phần chân 1 đến 2 giây quá nhanh như vậy, ta sẽ gặp trường hợp Steadicam bị chao đảo vì đối trọng không cân bằng và rất khó di chuyển. Khi chúng ta sử dụng phương pháp này thì cân bằng sẽ nhanh hơn, phù hợp với những người mới sử dụng vì không quá mất nhiều thời gian để cân bằng. Cách cân bằng này phù hợp với những góc quay thẳng đứng hay di chuyển theo một đứng thẳng. Vì có bị nghiêng thế nào thì nó cũng tự trở về vị trí thẳng đứng. Là cân bằng có độ chính xác cao. Nếu dùng phương pháp này, các bạn sẽ phải cân bằng tỉ mỉ hơn và mất thời gian hơn. Nó như là một cái cân và hai bên có trọng lượng bằng nhau. Với cách cân này giúp cho bạn sẽ quay được nhiều góc. Khi nghiêng góc nào nó sẽ giữ nguyên ở vị trí đó và nó không tự động trở về phương thẳng đứng như là cân bằng 3 giây. Trên hy vọng là các bạn sẽ tìm được cho mình thiết bị phù hợp và các bạn có thể đến địa chỉ của workshop được ghi ở bên dưới để được trải nghiệm những thiết bị tốt nhất. Trong clip sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số bước di chuyển cơ bản khi sử dụng với Steadicam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.